Dạ vâng, xin mến chào quý vị khán thính giả đã đến với buổi đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp tục trong buổi tối ngày hôm nay sẽ là phần 12 của câu chuyện Bóng Ma Cây Gạo, nằm trong chuỗi truyện Ma Làng Quê. Như quý vị và khán thính giả đã biết, ở tập 11 ngày hôm trước thì con Hầu nó đã có một cuộc hẹn với thằng Nam tại căn bếp vào buổi tối. Và trong cuộc gặp gỡ đó thì con Hầu đã chất vấn Nam về mối quan hệ giữa hắn và bà Hai. Có ngờ đâu kẻ thủ ác lại ra tay khi nó giết hại dã man con Hầu bằng cách việc dùng chày đập nát đầu của cô Hầu. Và sau đó thì tên Nam cùng bà Hai liên tục qua lại với nhau để thực hiện những hành vi sai trái của mình. Và sự hiện diện của cô Nở với con Hầu cũng liên tục hiện về đòi mạng. Và tiếp tục trong tập 12 ngày hôm nay thì câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào thì mời quý vị của bạn cùng chú ý đón nghe. Cùng lúc đó, trong cái không gian tĩnh lặng của núi rừng miền Trung, người đàn ông nọ không ai khác chính là ông Chí, cùng đám người làm đang sốt sửa đốt lửa và sưởi ấm. Vừa họ vừa nướng ít đồ ăn cho tối ngày hôm nay. Từ lúc ông Chí chào mọi người đi đến bây giờ thì cũng đã được ngót nghét gần 4 tháng. Chẳng biết ở nhà giờ mọi người thì ra sao, nhưng cứ nghĩ đến việc đi lần này ông sẽ kiếm được mảnh lớn, sau khi về thì có thể an cư 1-2 năm. Nghĩ như vậy thì trong lòng ông Chí lại vui phơi phới. Ông ngồi đó mà nhìn đám người làm và sắp xếp công việc cho ngày mai thì bất giác có tiếng soàn soạt như có ai đó, hay đơn giản là có con thú nào đó đang tiến lại gần. Thấy có tiếng động lạ, đám người làm nhà ông Chí người nào người đó tay cầm dao tay cầm gậy, rồi cùng nhau đưa ánh mắt dò xét xung quanh. Bất giác ngay trước mặt một tên người làm xuất hiện một hình bóng của một cụ bà, kèm theo giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên: xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng già mệt quá, già đói quá, ai có thể cho già xin ít đồ ăn được hay không? Nói rồi, bóng dáng người đàn bà xuất hiện ngày càng một rõ hơn. Dáng người còng còng, tay cầm cái gậy, vừa chống vừa tiến lại trước mặt ông Chí. Mọi người sau khi thấy bà lão thì thở phào nhẹ nhõm. Họ cất đồ đạc xuống rồi ngồi tiếp tục đánh chén. Ông Chí lúc này mới xé một miếng đùi gà nướng còn đang nóng hổi. Ông vừa đưa cho bà cụ vừa nói: cụ ngồi xuống đây. Cụ bà cầm miếng thịt gà này ăn tạm đi. Bà có khát nước hay không, để tôi lấy nước cho bà uống. Vừa nói ông Chí vừa ra hiệu cho một người làm cầm cho mình bình nước. Bà lão lúc này mồm vẫn còn đang ngồm ngoàm nhai miếng thịt gà, thấy nước thì đưa tay ra. Bất giác tay bà lão chạm vào tay ông Chí khiến ông ớn lạnh. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo cánh tay ông lên tận đỉnh đầu thì dừng lại. Giật mình, ông Chí rụt tay lại và đưa hai tay xoa vào nhau rồi cất giọng hỏi han: cụ đi đâu mà lạc vào rừng sâu nước độc đêm hôm thế này? Rồi con cháu cụ đâu? Sao không ai đi tìm cụ? Bà cụ còn đang uống nước ẩn ực liền hạ cái bình xuống và nhìn thẳng vào mắt ông Chí như thôi miên mà nói: Con cháu ta, chúng nó chết hết cả rồi. Đám người làm nhìn cảnh tượng, người đàn bà già khù đang nhìn ông Chí cười bằng cái giọng thê thế thì khựng lại, vì cái điệu cười như man dại đang phát ra sâu trong cổ họng bà cụ. Bỗng nhiên bà cụ nhạt ngoác miệng ra và hướng thẳng vào cổ ông Chí mà cắn. Cùng lúc đó một tiếng bốp vang lên, là thằng Tiến, người làm nhà ông Chí, nó đang đưa cái gậy to như cổ tay bạng một phát thẳng vào đầu bà lão, khiến cái đầu theo phản xạ nó lật ngược ra hẳn đằng sau. Được thế, nó đưa chân bồi thêm một phát ngay ngược, khiến bà cụ văng ra khỏi người ông Chí.
Thằng Tiến lúc này mới lao vào đỡ ông Chí, nó hét lên: "Mọi người đập chết mẹ nó đi, nó là ma rừng đấy, đập chết mẹ nó đi, nhanh lên." Sau tiếng hét của thằng Tiến, mọi người ai nấy cuống cuồng cả lên. Người cầm gậy, người cầm đất cứ thế nhằm bà lão mà vạng tới tấp. Bà lão bị đập túi bụi thì gào lên, đưa cánh tay gầy gò ra mà khu khắng loạn xạ. Bà cứ như thế bò lộm ngộm dưới đất, nhìn từng người bằng cái ánh mắt sắc lạnh, thi thoảng lại nhe cái hàm răng đen kiền kiệt như chuẩn bị cắn bất kỳ kẻ nào dám lại gần. Thằng Tiến đặt ông Chí nằm xuống đất, nó bước đến trước mặt con quỷ mùm lẩm nhẩm bắt đầu đọc thần chú. Được một hồi, nó rút sau lưng ra một lá bùa màu vàng lao thẳng tới bà lão. Nó hướng lá bùa vào mặt bà lão mà đánh đến. Bà lão lúc này dường như thấy mọi việc không ổn thì né tránh, rồi hướng thẳng một cây cao mà bò lên. Cứ như thế, bà nhảy từ cành này qua cành khác rồi chạy mất hút, để lại một tiếng cười thê thế từ xa vang vọng lại trong cái không gian tĩnh mịch của cánh rừng già. Sau tình huống bất ngờ đó, mọi người dường như tim bật cả ra bên ngoài rồi ngồi la liệt dưới đất mà thở dốc. Thằng Tiến lúc này nó tiến lại gần ông Chí và rút ra một lá bùa đốt lấy cốt rồi pha vào nước cho ông uống. Ông Chí uống hết cốc nước rồi thì cũng dần tỉnh lại. Ông bỏ dậy hốt hoảng nhìn xung quanh. Mặt ông tái nhợt cả đi, dường như ông vừa gặp chuyện gì kinh hoàng lắm. Thấy ông Chí đã tỉnh, thằng Tiến đứng dậy, nó lấy trong túi ra một cuộn chỉ đỏ cuốn thành một ô hình vuông, rồi quay về phía mọi người chia làm ba ca thay nhau mà canh gác. Thấy thằng Tiến làm hành động lạ, ông Chí lúc này mới nhìn nó mà cất giọng mệt mỏi hỏi: "Tiến, có chuyện gì vậy? Sao lại phải làm như thế con?" Thấy ông Chí hỏi, thằng Tiến mới lại gần, nó bắt đầu kể về những chuyện vừa xảy ra, cũng như về cái cuộc đời của nó. Mọi người hiếu kỳ thì cũng xúm lại nghe. Thằng Tiến xuất thân ở dốc Mường, tỉnh Điện Biên. Trước kia bố nó là ông thầy mo trong làng. Nó cũng được truyền lại cho có chút tài nghệ bùa pháp. Mà hơn hết, nó là người vùng núi nên nó biết rằng trong rừng có gì nguy hiểm rình rập xung quanh. Lúc nhìn bà cụ đi vào, thằng Tiến đã nhận ra. Nó biết rằng giữa cánh rừng già này, đêm hôm thì chẳng cớ nào lại xuất hiện một người đàn bà già lụ khụ như thế. Từ lúc bà cụ đi thẳng vào, thằng Tiến vẫn luôn ngồi cạnh ông Chí và tay vẫn luôn cầm cây gậy mà chờ đợi. Người đàn bà đó hành động thì nó sẽ ngăn lại ngay lập tức. Được biết, theo lời kể của thằng Tiến thì bà lão đó chính là ma rừng. Bà sẽ thường xuyên đóng giả người già và trẻ em để đi xin cơm nước. Nếu có gặp thì phải mặc kệ, không được chỉ trỏ và lại gần, làm ngơ mà đi. Còn nếu tiếp chuyện thì ắt sẽ bị dẫn đi quanh rừng mãi, không thể bước chân ra khỏi cánh rừng. Thằng Tiến ngồi kể đến đây thì mọi người ai nấy nuốt nước bọt đến ực, ngồi xúm lại với nhau một góc mà run lên. Nhìn mọi người, thằng Tiến cười lên và trấn tĩnh: Mọi người cứ bình tĩnh, vì có tôi ở đây sẽ không sao cả. Đám ma rừng vớ vẩn này sẽ không làm được dược mọi gì đâu." Nói rồi, thằng Tiến cười đùa khua khua mọi người đi ngủ, vì đêm nay nó sẽ coi ca đầu tiên. Ngồi cạnh ông Chí, thằng Tiến cất giọng hỏi: "Ông chủ, ông đang nghĩ gì thế? Vẫn chưa hoàn hồn hả ông?" "Ông yên tâm, có con ở đây rồi thì ông sẽ không phải sợ." Nói rồi thằng Tiến ướn cái ngực ra, nó đưa tay lên mà vỗ bôm bốp. Ông Chí còn đang trầm tư suy nghĩ, thấy thằng Tiến hỏi, ông thở dài nhớ lại cái cảnh tượng sau khi bị con ma rừng nó thôi miên. Đoạn sau khi bị con ma rừng che mắt thì ông thấy về một ngôi làng giữa rừng bắt đầu hiện ra ngay trước mắt ông Chí. Một ngôi làng đầm ấm hạnh phúc với những gia đình vui vẻ bên bếp lửa hồng. Thoạt nhiên, ông Chí dừng lại trước một ngôi nhà có ba thế hệ. Người đàn ông bổ củi, người vợ thổi cơm, cùng hai đứa bé quây quần bên hai ông bà mà vui đùa hạnh phúc.
Cảnh tượng trước mắt khiến ông Chí nhớ lại đứa con gái đã khuất. Ông cứ như đứng thừa người ra ở đó mà nhìn. Một trong hai đứa trẻ thấy ông thì nó liền ra kéo tay ông vào bên trong. Chú ơi, chú vào nhà chơi với bọn con nghe chú. Bố mẹ ông bà ơi, có chú này đứng ở ngoài nhà mình này. Đứa trẻ nói rồi, nó quay lại kéo ông Chí đi. Cùng lúc đó chiếc đầu con bé bỗng nhiên rơi lăn lóc xuống đất. Ông Chí giật mình ngẩng đầu nhìn lên xung quanh, thì những cái cảnh tượng bỗng biến đổi sang một màn chém giết chết thảm khốc. Từng người cứ thế nằm la liệt dưới mặt đất. Bất giác, ông Chí cảm nhận thấy cánh tay như bị ai đó kéo giật. Ông Chí nhìn xuống thì đứa bé vẫn đứng đó nắm lấy tay ông mà kéo đi. Nó đưa cái tay còn lại nhặt cái đầu đang nằm lăn lóc dưới đất đặt lên trên cổ mày quay ra nhìn ông Chí cười lên khúc khích. Chú ơi, chú đi với nhà cháu nha, nhà cháu thích chú lắm, chú đi với mọi người nhé. Ông Chí lúc này hoảng lắm, ông cứ thế vùng vẫy nhằm thoát khỏi cái tay của đứa bé, nhưng không được. Miệng ông muốn hét lên nhưng là lạ làm sao, là dù ông cố gắng hét đến khàn cả cổ thì cũng không ai để ý. Đúng lúc đó, thằng Tiến cho ông uống nước chứa lá bùa thì ông mới tỉnh lại. Ông Chí vừa kể đến đây thì bên ngoài những tán cây bắt đầu chuyển động xào xạc, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách lại bắt đầu phát ra. Thằng Tiến thấy có chuyện lạ, nó chạy lại phía túi đồ cầm ra cây kiếm gỗ cùng một vài lá bùa màu vàng bắt đầu nhẩm chú. Một lúc sau, tiếng động cùng tiếng cười ngày một xa dần vang vọng sâu hút vào trong núi rừng. Đoạn bà Mầu từ sau khi từ phòng bà Hai về thì dường như trở thành một người khác. Con mèo đen đứng bên ngoài cửa phòng, nó nhảy thẳng lên tay bà Mầu mà nằm thi thoảng lại kêu lên từng tiếng. Bước về tới phòng, bà Mầu ngồi đó nhìn ra ngoài ô cửa sổ mà chẳng biết giờ này ông Chí ra sao. Đã lấy được hàng hay chưa? Và bao giờ thì ông mới về với bà? Bà cứ ngồi đó với một đống suy nghĩ hỗn độn. Cũng chẳng biết từ bao giờ bà lại cảm thấy thân thuộc với con mèo này đến như vậy. Bà cứ ôm nó mà thủ thỉ. Cứ thế, dần ra về sau, đám người làm trong nhà hàng đêm cứ thấy bà Mầu ở trong phòng nói chuyện một mình. Thi thoảng bà lại cười lên ha hả. Có những lúc bà lại khóc hu hu mà cứ lạ thay. Hễ ai đi ngang qua phòng bà đều biết mà gọi tên rõ lắm. Càng ngày đám người làm lại càng sợ. Buổi đêm chúng nó sợ phải đi ngang qua phòng bà lắm. Đứa nào đi qua không kỵ bà gọi thì lại nghe thấy tiếng cười tiếng khóc của bà. Đứa thì đang đi ngang bụng bà mở phát cửa ra nhìn nó với giọng vừa gọi khành khạch. Đêm hôm nay vẫn như thường lệ, thằng Nam lại qua phòng bà Hai mà chăm sóc. Kể từ cái đêm bà Hai ngất thì thằng Nam ít ra ngoài hẳn, nó cứ thế túc trực cả ngày bên mụ. Chẳng hiểu cứ làm sao mà đêm nay thằng Nam thấy trong người bất an lắm. Nó cứ đi ngang đi dọc, bà Hai nhìn thấy thế thì khó chịu. Bà gằn giọng: mày lại làm sao đấy Nam, mày cứ đi qua đi lại làm bà chóng hết cả mặt. Mà này, bà đói, mày xem xuống bếp có gì nấu cho bà ăn tạm. Chứ cứ như thế này thì có khi thằng cu nó phá tao không ngủ được. Thằng Nam nghe đến việc phải xuống bếp lúc nửa đêm thì nó hốt lắm. Chẳng là từ phòng bà Hai mà đi xuống bếp thì phải đi ngang qua phòng bà Mầu. Mà những chuyện quái gở mấy lâu nay đâu phải nó không biết. Nhưng vì đứa bé nó nuốt nước bọt cái ực mà đánh liều đi xuống. Thằng Nam mở cánh cửa phòng bà Hai mà bước ra, nó cứ thế rón rén từng bước mà hướng về căn bếp mà đi. Đi đến trước cửa phòng bà Mầu, thằng Nam đi chậm lại. Nó vừa đi vừa giỏng cái tai lên mà nghe những thoạt nhiên hôm nay căn phòng lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Thằng Nam lúc này thấy không có gì khác lạ, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó cứ thế cắm cổ mà đi một mạch tới căn phòng bếp. Đứng trước cánh cửa gian phòng bếp, thằng Nam đưa ánh mắt nhìn xung quanh.
rồi mới đẩy cửa đi vào. Thằng Nam vừa quay mặt vào trong phòng thì cùng lúc đó ngay trước mặt nó không ai khác chính là bà Mầu. Bà đang ngồi đó dạng cái hàng ra mà mài con dao tạo lên cái thứ âm thanh xoẹt xoẹt. Thằng Nam như táo hỏa, nó cất giọng lắp bắp: bà chủ, đêm đêm hôm bà ở dưới này làm gì thế bà chủ?" Thằng Nam vừa nói đến đây, bất giác bà Mầu đứng phắt dậy đi thẳng tới chỗ nó, hướng cái dao ra phía trước mà bầu bộ nhào tới mà quát: "Thằng Nam đấy hả con? Làm gì giờ này còn xuống bếp thế con? Bà mài con dao để nấu cháo cho con ăn nảy Nam." Thằng Nam nghe xong thì cũng không hiểu gì, nó gãi cái đầu rón rén đi đến nhìn bà Mầu mà hỏi lại: "Bà nói làm sao con không có hiểu?" Chẳng để thằng Nam hỏi hết câu, bà Mầu ngước cái mặt lên nhìn thằng Nam với đôi mắt long lên sòng sọc, bà quát: "Hiểu? Hiểu cái gì? Anh muốn hiểu cái gì anh Nam? Chẳng phải anh chặt xác tôi hay sao anh Nam? Trả mạng cho tôi, trả mạng lại cho tôi, anh chết đi." Nói đến đây, bà Mầu vung con dao chém một đường ngang mặt thằng Nam. Thằng Nam lúc này chân nó mềm nhũn cả ra, nó quay đầu tính bỏ chạy thì nhát dao chém thẳng một đường vào lưng nó, khiến thằng Nam gào lên, nó đẩy cánh cửa bếp cứ như thế mà chạy. Thằng Nam vừa đưa tay ra sau lưng ôm vết thương mà cất từng bước chân nặng nề. Đôi lúc nó ngoảnh mặt lại nhìn thấy bà Mầu vẫn còn đang đuổi theo ngay sau lưng, cách nó chỉ độ hai bước chân. Bà Mầu thi thoảng lại giơ dao lên nhằm người thằng Nam mà chém xuống. Được một hồi, người thằng Nam cứ thế mà bê bết máu, nó cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, cũng chẳng thèm để ý rằng nó đang chạy đi đâu. Thằng Nam chạy đến một gốc cây, nó dựa vào đó mà quay đầu nhìn lại, nhưng thoạt nhiên không thấy bà Mầu đâu cả. Nó ngồi bệt xuống dưới đất mà đưa tay còn đang ướt nhèm máu me be bét, nó cố gắng bịt lại những cái vết chém. Thằng Nam ngồi đó thở dốc mà không hề hay biết rằng trên đầu nó có hai người đàn bà đang ngồi vắt vẹo ở trên mà nhìn nó nhuyễn cái miệng cười. Thằng Nam ngồi đó, nó ngồi một hồi và gồng mình tính bước dậy thì bỗng sau lưng một giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ con vang lên: "Bố ơi, bố đi đâu đó bố ơi?" Giật mình đánh thót, thằng Nam quay lại miệng lẩm bẩm và chửi thề: "Con mẹ nó, nửa đêm lại có tiếng trẻ con ở đây. Ông bằng này tuổi đã vợ con gì đâu mà có đứa gọi bằng bố." Nói đến đây, thằng Nam quay ngoắt lại, ngay trước mặt nó là đứa bé người đỏ hòn đang bám trên thân cây nhìn thằng Nam nhuyễn miệng cười với dây rốn quấn quanh cái thân cây đôi lúc lại ngọ nguậy. Nó chọc vào người thằng Nam một màn trước mắt khiến thằng Nam vừa mới hoàn hồn giờ lại càng khiếp đảm. Nó ngã ngửa về phía sau, cứ thế lấy chân mà đạp lùi lại. Bỗng trên đầu thằng Nam điệu cười thê thế vang lên. Nó ngẩng đầu lên mà nhìn thì không ai khác chính là hai cái bóng, chính là cô Nợ cùng con Hầu. Họ đang ngồi vất vưởng trên đó mà nhìn nó cười. Thằng Nam quay đầu vùng mình định bỏ chạy, nhưng dường như chân nó đã bị một vật gì đó giữ lại, khiến nó mất đà và ngã rúi rụi. Nó cố gắng ngẩng cái mặt lên mà nhìn. Chẳng biết từ khi nào thì dây rốn đứa bé đã cuốn chặt lấy chân nó mà kéo sành sạch. Thằng Nam cố gắng dùng móng tay mà bấu víu vào mặt đất, nhưng không được, vì móng tay bấu vào đất quá sức chịu thì bị bật tung bê bết hết cả ra. Máu cũng theo đó mà tuôn ra. Miệng thằng Nam lúc này không ngừng gạo thét: "Cứu, có ai không cứu tôi với? Cô Nở ơi, cô Nở, tôi xin cô tha cho tôi. Cô Nở ơi, Hậu ơi, tha cho tao Hậu ơi." Vừa nói thằng Nam vừa cố gắng vùng vẫy, chẳng mấy chốc nó bị kéo sát vào gốc cây gạo. Nó cố gắng dùng nốt chút sức lực còn lại mà gỡ cái dây rốn ra khỏi người, nhưng không thể được. Bỗng tay thằng Nam như có ai điều khiển, nó cứ thế đưa tay lên mặt mà móc mà moi ra hai cái con ngươi đỏ lòm còn nguyên những đường gân máu mà đưa lên mồm mình nhai bốn cái bột. Vừa nhai, thằng Nam vừa đưa nốt tay còn lại vơ miếng sành dưới đất, nó cứ thế đưa lên bụng mà rạch. Cái bụng thằng Nam lúc này rách toạc,
Nó đưa tay vào mà moi từng đoạn ruột cuốn lên cành cây rồi lại vắt ngang cổ. Được một hồi, xác thằng Nam đã treo lủng lẳng trên cây gạo, chính là nơi mà nó đã từng treo xác cô nở. Đoạn thằng Nam đi ra ngoài, bà Hai ở trong phòng nằm đó mà chờ đợi, nhưng mãi chẳng thấy nó đâu. Bấm bụng có khi thằng này sợ quá không dám về. Bà Hai lúc này mới cố gắng đứng dậy mà bước ra. Vừa mới mở cánh cửa, bà Hai giật mình hoảng hốt ngay trước mặt bà. Bà mở tay đang cầm con dao hướng thẳng tới chỗ mụ mà đi đến. Cảm thấy như có chuyện chẳng lành, mụ Hai hốt hoảng đóng sầm cửa lại. Bỗng con dao đâm xuyên qua cái cánh cửa gỗ ngay sát mặt mụ Hai, khiến mụ ngã quỵ xuống. Mụ Hai cuống cuồng cố gắng bò dậy, bê đống bàn ghế ra cửa mà chản mồm không ngừng lẩm bẩm: "Ông Chí ơi, ông đang ở đâu, ông không mau về đi, nhà này loạn hết cả rồi. Bà cả sắp giết tôi và sắp giết con ông rồi, ông Chí ơi." Phía bên ngoài, bà cả đang dùng con dao chém mạnh từng nhát vào cánh cửa. Chẳng mấy chốc, cánh cửa vỡ toang ra. Mụ Hai lúc này đang ngồi rúm gió trong góc tường, mồm vẫn không ngừng kêu than, nước mắt nước mũi cứ thế mà giàn giụa chảy ra. Chị Mậu ơi, chị bị làm sao vậy? Chị Mậu ơi, chị tỉnh lại đi, chị Mậu ơi." Mụ Hai còn đang khóc lóc van xin nhưng chưa hiểu chuyện gì chảy ra, thì cùng lúc đó bà Mậu đi đến bên cạnh mụ. Bà ngồi xuống nghẹo cái đầu qua một bên nhìn bà Hai mà cất giọng lanh lảnh: "Dì ơi, dì làm sao vậy dì? Con này, con nợ này, sao dì lại khóc? Dì gặp con, dì không vui hả? Dì ơi, dì phải trả mạng cho con chứ dì ơi, dì phải chết đi." Nói đến đây, bà Mậu tay đưa con dao lên cao mà chém thẳng xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng sét chói tai vang lên át luôn cả tiếng hét của mụ Hai. Cùng lúc đó, giọng thằng Long hốt hoảng vang lên: "Bà ơi, không được." Thằng Long lúc này mới lao đến ôm chặt lấy tay bà Mậu mà giữ lại. Nó cố gắng giật cái dao ra khỏi tay của bà Mậu mà quẳng ra bên ngoài. Bà Mậu lúc này liền thay đổi sắc mặt. Bà quay sang nhìn thằng Nam mà nói: "Có chuyện gì vậy Nam? Sao bà lại ở đây? Sao phòng bà Hai nhà này lại lộn xộn thế này? Chúng mày lại làm gì phòng bà Hai rồi phải không? Mau dọn đi." Nói đến đây, bà Mậu thẫn thờ quay ra ngoài mà đi. Vừa bước ra tới cửa, miệng bà Mậu khẽ nhếch lên cười thoáng qua rồi trở lại bình thường. Thấy bà Mậu bỏ đi, thằng Long mới đỡ bà Hai lên giường mà hỏi: "Bà, có chuyện gì vừa xảy ra?" Bà Hai còn đang hoảng lắm, bà chẳng nói gì, cứ thí đi lên giường mà nằm xuống. Chỉ một chút nữa thôi, nếu thằng Long không tới kịp thì chắc có lẽ giờ bà đã nằm dưới đất và máu me be bét. Thấy bà Hai không nói gì, thằng Long cũng không dám hỏi thêm. Nó đỡ bà Hai lên giường rồi chào bà mà về phòng thì bị bà gọi lại: "Long, ở lại đây chơi với bà cho bà ngủ." Nói đến đây, bà Hai nằm vật xuống mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, bà Hai gặp thằng Nam người bị chém lạ tả thịt thì cứ lủng lẳng treo từng đường chém. Nó cứng cửa mà nhìn bà rồi lắc đầu bước đi. Bà Hai vùng dậy cố gắng đuổi theo nhưng không, thằng Nam nó đã đi từ lúc nào. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, trong tập phim ngày hôm nay thì câu chuyện phần 12 của câu chuyện Bóng Ma Cây Gạo xin phép được tạm dừng tại đây. Trong buổi tối ngày mai thì tập 13 sẽ xin phép được bắt đầu. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay thì để hãy đăng ký kênh để ủng hộ và để đón nghe những câu chuyện mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tập truyện lần sau.